Cảnh sát, cảnh sát và phú, và phú ông, ông. tiết thành và sử đình là một đôi vợ chồng thương nhau thắm thiết anh thì tuấn tú khôi ngô sự nghiệp thành đạt chị thì xinh đẹp quý phái tao giả trong mắt mọi người họ được ví như đôi kim đồng ngọc nữ thế nhưng đôi vợ chồng được thiên hạ ngưỡng mộ trầm trồ này thường thở vắng than dài sầu buồn ủ rũ số là họ có hai đứa con gái bé út tên là bảo châu do cầu tự mà có được nên cả nhà rất cưng yêu chiều chuộng bảo châu rất thanh tú khả ái đối với người ngoài bé rất ngoan nhưng khi chỉ có một mình với gia đình thì bé luôn tỏ ra nóng nảy giận dữ thường hét gây thấy gặp người thân là đánh tiếc thành vì con gái mà phải bước vào con đường học Phật. Anh thường tùng kinh, phóng sinh, nhưng Bảo Châu không chút chuyện tốt, lại còn hay đau ốm, cảm sốt. Nhưng kỳ quái là những khi Tiết Thành vắng nhà thì các trạng thái bất thường này đều biến mất hoặc chuyển sang tốt lành. Tiết Thành vì con gái cưng mà rầu lo héo ruột gan. Anh đã tốn tiền cho Bảo Châu nhiều vô số, khoản chi ra kết xù cộng thêm tâm thái muộn phiền đã khiến cho người đàn ông có sự nghiệp thành đạt này cảm thấy cuộc đời sao mà thống khổ quá. Chiều hết thấu, Tiết Thành bèn đến gặp tôi cầu giúp đỡ và than. Tôi hết trụ dẫn nữa rồi. Bảo Châu khiến tôi lao tâm khổ trí, mệt mỏi đến cùng cực. Phải chăng, đời trước tôi thiếu nợ nó. Nếu thật tôi nợ nó, thì phải trả thế nào đây? Nghe anh rầu rĩ kể lễ, Tôi bảo Con cái đầu thai Là do ác duyên Hoặc thiện duyên mà tìm tới Bảo Châu hành hạ cha mẹ thống khổ bội phần như vậy Đối với các vị Đúng là không phải thiện duyên Thật ra ác duyên này đã kết tụ Vào năm 1930 Tại bến Thượng Hải Đầu đuôi như sao Tại sở cảnh sát Thuộc bến Thượng Hải cũ Có hồ cục trưởng Và thuộc hạ tiểu quách Hai người chơi thân thắm thiết hết bực tin nhau. Lúc đó, tại địa phương này đã xảy ra một vụ án bắt cóc, gây chấn động một thời. Do gã X là trùm giang hồ khét tiếng, vì ân oán cá nhân mà ra tay bắt trói một phú ông vùng đó. Người nhà phú ông lo lắng vạn phần, bèn tìm đến hồ cục trưởng báo án, xin ông giải cứu cho. Nhưng hồ cục trưởng tính vốn tham lam, đã thừa dịp này buộc gia đình phú ông phải nộp một khoản tiền kết sù rồi mới chịu ra tay cứu giúp sau đó ông sai tiểu quách đi điều tra sự việc dù tiểu quách đã tìm ra kẻ chủ mưu vụ án nhưng do tên trùm x lót tiền hối lộ cho lão hồ và tiểu quách nhiều hơn phú ông nên hai vị cảnh sát liền thông đồng cùng bao che phóng thích tội phạm chỉ xoa dịu thân nhân người bị hại chút ít. Cuối cùng, dẫn đến kết cuộc bi thảm là phú ông lìa đời trong tức tử, bị hà hiếp bức tử. Ông Hồ Cục trưởng kiếp xưa, đời nay chính là Tiết Thành, còn thuộc hạ thương tính tiểu quách, giờ là người vợ sử đình. Do phú ông trong quá khứ Phúc Lâm chung lòng đầy oán hận, đã thề sẽ báo thù, hiện giờ đã đầu thai vào làm đứa con cưng Bảo Châu. Còn tên Trùm X, do tạo tội ác ngập tràn, đến nay vẫn còn thò khổ hình nơi địa ngục. Tôi bảo Tiết thành. Mặc dù hiện tại, các vị đã bắt đầu học Phật tu tập, nhưng luật sám hối vẫn chưa đủ. Phố ông kia vô cớ bị hại, đâu có dễ dàng buông tha cho. Vì vậy, hai người nhất định phải nghiêm trì giới luật phải ăn chay và giữ gìn ngũ giới không sát sanh không trộm cắp không tà dâm không vọng ngữ không uống rượu thường hành thập thiện và phải tụng kinh địa tạng hồi hướng cho con gái hai vị phải trì chí bền tâm chuộc tội tinh tấn tu không biến đời dấu gặp đại khổ nạn chi cũng phải hiểu đó là thử thách phải nghĩ là mình đang trả nợ cho tiêu nghiệp nếu hai vị nỗ lực cố gắng hành trì được như thế, chừng khoảng 5 6 năm, nhất định sẽ thu được kết quả tốt. Nửa năm sau, Tiết Thành gọi điện tới, âm thanh chứa đầy xúc động mừng vui. Anh báo tin con gái mình đã thực sự chuyển tốt. Còn người vợ Sử Đình hồi xưa sức khỏe rất yếu, nay đã dần dần hồi phục mạnh khỏe. Qua việc này, Tiết Thành phát nguyện sẽ tu học thật tốt, để thành một gia đình Phật hóa. Hai cầu quý tử. Chúng ta trong vô lượng kiếp, đều vì phiền não tham sân si mà kết oán với biết bao chúng sinh. Nếu ngay đây chẳng sớm buông phiền muộn, tu theo Phật pháp, xuất ly lục đạo, thì cứ ở trong sinh tử thanh trừng đòi nợ nhau mãi. Cảnh hoang hoang tương báo này biết bao giờ mới chứ? Thân khoa trường là một cán bộ lão thành trong ngành công an. Ông hành sự rất nghiêm cẩn, không bảy may cẩu thả sơ sót. Mấy lần phá trọng án đều lập công lớn, nhưng sự nghiệp thành đạt lẫy lừng này cũng chẳng đem lại niềm vui cho ông. Bởi vì phiền muộn trong gia đình cao ngút, dãy đầy, không ngừng hành hạ ông. Ông thân có hai đứa con trai Đứa đầu không uống rượu thì thôi Mà hãy uống vào là đánh người Quậy ầm náo trong nhà Đến gà chó cũng chẳng yên Còn cậu út Thì luôn vội tiền cha mẹ Lắm lúc xin đến một hai vạn Số tiền này Cậu đều đổ hết vào cá độ Mà hãy đánh bạc thua Thì lại về nhà xin tiền cha mẹ tiếp Nỗi khổ này khiến hai ông bà ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt ông thân trong lòng khổ hết chỗ nói sống không bằng chết để nội tâm được an ủi bọn họ đã nhận nuôi một đứa con gái hy vọng về già có được chút ấm lòng hai vợ chồng nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao họ sinh toàn con đại bất hiếu cứ luôn gây khổ cho cha mẹ như thế ngồi đối diện với hai vợ chồng già nhìn họ nước mắt đầm đìa tôi thấm thía báo ứng thiện ác quả thực như bóng theo hình chính những hạt giống oan nghiệt trong quá khứ họ đã treo giờ đây đang đơm hoa kết trái đem đến thống khổ khôn tả vào thời cổ đại xa xưa có một người nghèo rớt mồng tơi bơ vơ không chỗ nương bị bệnh nằm ven đường trên rỉ không ai giúp đỡ xem như chỉ có nước chờ chết bỗng có một người phụ nữ đi ngang qua thấy cảnh người nghèo này liền khởi tâm xót thương bèn cho mượn phân nửa gia sản là tiền dành dụm của mình người nghèo này sau khi vay được tiền cảm động quá cỡ liền thề rằng sau này khi được giàu có nhất định sẽ hoàn trả hậu hĩnh cho ân dân và tần sức báo đáp ơn cứu mạng người nghèo nọ nhờ có tiền này làm vốn mưu sinh y đã cưới được vợ sinh con dần dần khá giả sung túc nhưng lại quên luôn nữ ân dân kia còn nữ ân dân đó do xuất tiền giúp cho gã nghèo sau khi về nhà bị gia đình trách móc hoài ghi đủ điều khiến cuộc sống của cô trở nên buồn rầu thống khổ nữ ân dân đó đời nay chính là cậu công tử út con gái nghèo sau khi được giàu có rồi một ngày nọ hắn cùng vợ ra ngoài mua đồ vừa đi đến bờ sông thì thấy một ông già đang trợt chân té xuống nước hai vợ chồng này chẳng những không thèm cứu còn nướng trơ mắt ngó mặc cho lão già chết chìm sau đó còn chiếm đoạt hành lý của lão đem về làm của riêng lão già chết chìm thuở xưa nay là con trai trưởng của họ. Hai vợ chồng gã nghèo khổ thời ấy. Đời này chính là hai vợ chồng họ thân. Vì quá khứ đã vay nợ đoạt của, nên đời này họ phải đền gấp bụi. Hai cậu con chính là quan gia tới đồi nợ. Kể xong, tôi lại cảnh báo. Nếu như hai ông bà không sám hối, tu hành, làm nhiều đại công đức, thì tương lai sẽ bị hai đứa con trai hành cho đến chết. Lão thân sau khi biết được nguyên nhân Thì kinh hoàng vạn phần Liền phát nguyện sẽ siêng năng sám hối Bước vào con đường tu hành theo Phật Pháp Hy vọng vật lực gia trì giúp ông Giải hết oan trái Để họ có thể sống an trong tuổi già Chúng ta đã hiểu rõ nhân quả Thì không nên hành động cẩu thả Phải luôn cảnh tỉnh bình Giờ giờ khắc khắc Sống thuần khiết trong sạch Không ỷ vào rủi mai Bởi nhân quả báo ứng không hề sai không hề sai ăn ở ác kiếp này làm trâu ngựa trả nợ nhân quả báo ứng không sai một ly mấy năm trước tôi qua mỹ thăm bạn được dẫn đến một khu vườn chơi nổi danh để tham quan tiến vào cổng lớn không xa thì thấy có một chiếc xe ngựa rất sang trọng vừa đổ lại trước mặt chúng tôi tôi quả khanh bị màu lông trắng tuyết của con tuấn mã thu hút. Nó rất đẹp, đầu ngẩng cao, lông trắng mướt như nhung và cái bờm dài tuyệt mỹ. Chiếc yên ngựa vàng chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời ca ly tươi đẹp, càng tăng thêm phong thái quy vũ bất phàm. Con ngựa chở du thách đi theo đường cố định, người ta vừa tận hưởng thú vui quý tộc, vừa tha hồ ngắm cảnh thỏa thích mê ly. Chúng tôi không lên xe, chỉ nhìn theo con tuấn mã khỏe mạnh đang kéo xe rời xa. Đoàn chúng tôi mãi vui chơi đến chẳng hay biết trời đã tối. Lúc quay về, khi đi ra gần tới cổng lớn thì thấy con Tuấn Mã vẫn còn đang phục vụ chở khách. Nhưng lúc này thần thái nó không còn anh Tuấn hiên ngang. Đầu cúi rũ, lê bước mệt nhọc chứng tỏ nó rất đuối sức, hụt hơi. Tôi nhìn bộ dạng nó từ sáng sớm đến giờ, lao động ít nhất cũng 20 tiếng, trong nó đờ đẫn mà đau lòng. Tôi lang mang suy nghĩ, chẳng biết con tuấn mã này kiếp trước nó đã tạo nghiệp gì mà đời này sinh làm tuấn mã, phải ở đây kéo xe suốt ngày. Hôm nay đã có bao du khách ngồi cho nó kéo, và một năm có bao nhiêu người? Không lẽ kiếp trước nó thiếu nợ đến ngần ấy người ư? Sau khi về nước, tôi đem chuyện này thỉnh giáo sư phụ tôi, Hòa Thượng Diệu Pháp, là một vị cao tăng đã khai mở thiên nhãn và túc mạng, thấy được tiền kiếp của người và chúng sinh khác. Sư phụ quan sát một lúc rồi bảo, con ngựa đó kiếp quá khứ từng là người da trắng, làm chủ hàng trăm nô lệ da đen. Trong trang viên của ông có hơn trăm nô lệ làm việc. Họ hứng chịu đủ mọi lăng nhục, hành hạ, áp bức phi nhân tính của ông. Sau khi ông chủ da trắng này chết đi, lập tức đọa địa ngục thọ khổ, mãn báo ở địa ngục, y đầu thai vào cõi thú sinh làm con ngựa này, mang ngoại hình tuấn tú mỹ miều, thể lực mạnh mẽ, trở thành công cụ kiếm tiền cho chủ, nếm lại cái khổ làm nô dịch. Cho dù những nô lệ kiếp trước bị y áp bức bóc lột đầy ải, chỉ có hơn trăm người, nhưng bởi vì y hung tàn và ngược đãi đám nô lệ da đen quá mức, đây không những là phạm tội đáng xấu hổ đối với nô dịch mà đối với hành vi phi nhân tính xúc phạm chà đạp con người quá quắt thì y đã có lỗi với toàn nhân loại do vậy mà ngày nay y phải chịu người điều khiển cưỡi ngồi không được nghỉ ngơi đó là quả báo y phải trả tội nghiệp của y sâu nặng chẳng biết còn phải làm trâu ngựa hằng bao lần nữa đến cuối cùng, khi y được chuyển sinh làm người thì phải mang thân phận bần cùng khả tiện, khổ hết chỗ nói. Tôi nghe xong, trong lòng tỉnh ra, ai mà ngờ con tuấn mã khả ái đáng thương này lại có quá khứ chẳng dễ dàng như thế. Tôi thầm nghĩ, nhất định phải tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho con tuấn mã, giúp nó sớm chuộc đền tội nghiệp thoát ly biển khổ, đồng thời còn phải niệm Phật siêu độ cho các nô dịch, xoa dịu quán khí xung thiên của họ. Lúc này, hách cư sĩ ngồi cạnh bên tôi, bà là Hoa Kiều, định cư ở Mã Lai, đột nhiên hỏi. Thưa sư phụ, nhà chúng con hồi ở Hương Cảng có một con chó tên Misu, từ nhỏ đã bầu bạn thân thiết với chúng con sau khi cả nhà quy y ăn chay rồi con chó này cũng rất có tính linh không lâu thì nó bỏ thịt ăn chay theo khiến cả nhà con hết sức vui gia đình chúng con dời đến mã lai rồi thì hai năm sau misu chết chúng con rất buồn mẹ con có đến chùa lập bài vị cầu siêu cho nó còn tổ chức pháp sự chúc phúc cho nó Chẳng biết vợ nó đã sinh vào cõi thiện chưa Mong sư phụ từ bi Quán sát giúp dùm cho chúng con Trầm ngâm một lúc Sư phụ mỉm cười nói Con chó này nhờ đời trước Ở nhà người nghe kinh, ăn chay Chết rồi được các ngươi tụng kinh cầu siêu cho nữa Nên nó đã chuyển sinh làm người rồi Hiện cũng đang ở Mã Lai là một cô gái 17 tuổi xinh đẹp. Nghe hòa thượng nói xong, hách cư sĩ im lặng bấm đốt tay, rồi kinh ngạc lẫn vui mừng la lên. Sư phụ, ngài thật hay quá, mì xu chết tính đến nay đúng 17 năm. Xin ngài hãy cho con biết cô gái ấy hiện giờ ở đâu, tên gì, con rất muốn gặp cô ấy. Sư phụ và mọi người tại hiện trường đều cười. Tôi hỏi hách cư sĩ Nếu tìm được gặp cô ấy, bà sẽ nói gì? Sẽ nói là Em ơi, trước đây em là con chó nhà chúng tôi nuôi Hả? Cô ấy mà không đánh bà mới là lạ đó Hách cư sĩ cũng bật cười Vì sự vô ý nông nổi của mình Sư phụ hiền hòa nói Có duyên thì sẽ gặp nhau Rồi sẽ có ngày nó cùng gia đình bà hội ngộ vừa gặp, đôi bên sẽ thấy rất thân thiết và nó sẽ báo đáp gấp bội. Lời xưa nói, bách niên tu đắc đồng thuyền độ. Tu trăm năm mới được ngồi chung thuyền, cho nên chúng ta hôm nay được đồng sự, đồng quê hương, có bạn bè thân quyến, thậm chí bao gồm luôn cả cừu nhân, đồng tụ hội, thì xem như là đã có duyên từ nhiều kiếp vì vậy chúng ta phải kết thiện duyên cho rộng gắng sức giải trừ ác duyên cùng chung sống hài hòa bảo tồn thiện khí chung tay xây dựng một cõi cát tường sư phụ từ bi như thế đó ngài khéo nhìn căn cơ mà giáo hóa lần bái thăm này đã khiến tôi thu được lợi ích rất lớn bà Trương là tổng giám đốc một đại xí si nghiệp bề thế, quản lý hơn 10.000 công dân. Sự nghiệp thành đạt vẻ vang này đã khiến bao người ngưỡng mộ. Thế nhưng trong gia đình, mặc dù vợ chồng bà sống hết sức, ấm êm, hạnh phúc, nhưng đối với cậu quý tử tên Cường, thì họ lại bó tay hết cách. Cường rất thông minh, từ nhỏ chăm học, ít nói. Trong lòng cha mẹ, nó là đứa con ngoan, là bảo bối vô giá. Nhưng, kể từ lúc cháu lên trung học rồi, thì nó ghiền chơi game online, từ đó phát sinh nhiều điều không hay. Suốt ngày suốt đêm, Cường cứ lên mạng chơi game, vì vậy mà học hành xa suốt. Cha mẹ, giáo sư, bạn bè, có khuyên can dạy bảo chi, thấy đều như nước đổ đầu vịt. Cường chẳng mấy bay đếm xỉa tới, càng ngày nó càng hư đốn đến nỗi sau đó còn đánh cha mắng mẹ ngày nọ bà trương thiết tha khuyên con đừng chơi game nữa thằng cường liền nổi quạo không những nó nói năng hỗn láo mà còn ra tay đánh cha khiến cho ông bị thương mắc phải bà trương giận quá cùng chồng bỏ nhà đi đến chỗ bạn bè ngủ tạm lúc đó tôi gặp bà trương thấy mặt mày bà tiều tụy mắt đỏ hoe buồn rầu than. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến cho cái thằng cường nhà chúng tôi biến thành tác tệ như vậy chứ? Người lớn có lòng, có ý tốt khuyên nó, đem thức ngon đồ bổ đến cho, mà nó cũng không màng đón nhận, lại còn ra tay đánh cha nữa. Ngừng một lúc, bà tiếp. Nó mê chơi game đến nỗi bỏ học, tính đến nay đã hơn nửa năm rồi. Vì vậy mà giáo sư thường đến nhà hỏi thăm thậm chí còn dắt cảnh sát đến khuyên giúp nhưng mà tất cả đều vô dụng trời ơi <laughs> nhìn bà trương đau khổ tuyệt vọng tôi rất cảm thông liền an ủi giải thích phải ôm lấy thống khổ chịu não phiền nung nấu như hôm nay tất cả là điều do ác nhân đời trước của bà mà ra nguyên bà trương và chồng đời trước cùng là vợ chồng nhưng bây giờ vị trí đã thay đổi Bà Trương thuở đó Mang thân nam Là một ông địa chủ nổi danh Tuy giàu Nhưng thuộc loài giàu mà bớt nhân Ông tự thị mình giàu Nên rất khinh người Lúc đó Trong nhà họ có một thằng bé giúp việc Chừng 12 tuổi Cha mẹ nó do thiếu nợ họ Vô phương đền trả Nên bất đắc dĩ Phải cho con đến nhà họ Làm nô bộc trừ nợ Hai vợ chồng rất phiền bực cha mẹ thằng bé nên đã dùng nó để trút giận họ thường đánh đập mắng chửi đối xử với nó rất tệ ngày nọ thằng bé vô ý làm vỡ cái bình hoa quý khiến cho cặp vợ chồng giàu phẫn nộ họ đánh nó một trận rồi trói tay trói chân nó lại đem bỏ ngoài đồng May là có một người hảo tâm đi ngang kịp cứu thằng bé khi nó còn thôi thớp thở nhờ vậy mà nó bảo tồn được mạng sống. Từ đó, thằng bé đã ôm hận oán. Nó thề, sau này có cơ hội, nhất định sẽ báo thù, đòi lại nợ máu. Đời này nhân duyên tụ hội. Thằng bé thời quá khứ từng bị khinh khi lăng nhục thậm tệ. Này đã đầu thai và làm đứa con cưng của hai vợ chồng họ trương. Nó đến là để đòi nợ. Một ngày không xa trong tương lai, Đôi vợ chồng này sẽ bị nó làm cho tức chết Hiểu rõ uẩn khúc nhân quả này rồi Bà Trương bật khóc thống thiết Chồng bà ngồi bên Vội an ủi Đừng khóc Đừng khóc nữa bà nó ơi Hèn gì Mà thằng Cường từ 12 tuổi trở đi Thì bắt đầu học hành xa xúc Chỉ mê chơi game trên mạng Còn phát tệ Đánh cha mắng mẹ à, Té ra do thời quá khứ chúng tôi đã tạo ác bất nhân với nó. Thế thì bây giờ, chúng tôi phải làm sao đây? Cách tốt nhất là bắt đầu từ nay, hai vị phải ăn chay Trước Phật thành tâm sám hối các ác nghiệp đã tạo từ thổ xưa, và quỳ tụng 49 bộ kinh địa tạng, hồi hướng cho cường. Như vậy, may ra có thể tha thứ cho hai vị, đoạn trừ lưới nghiệp buộc ràng, và tất cả đều được hưởng lợi ích. Dạ, sau khi về chúng tôi sẽ thực hành ngay Ba tháng sau Bà Trương gọi điện tới Xúc động nói <laughs> Vô cùng cảm tạ ngài Phật Pháp thật quá thần kỳ Sau khi chúng tôi ăn chay Sám hối tụng kinh Hồi hướng cho cái thằng Cường rồi Thì bây giờ nó đã bắt đầu đi học lại Hơn nữa cư xử với chúng tôi Ngoan ngoãn và thay đổi rất nhiều Có hôm nó còn tự động vào bếp Nấu cho chúng tôi ăn nữa đúng là quá giải quán kết quan gia chứ có hành theo phật pháp mới là tốt và hiệu quả nhất giải thích thêm những câu chuyện kể rõ ác duyên giữa cha mẹ và con cái là để cho mọi người cảnh giác đa số thường than thật khó mà dạy dỗ con cái vì đời trước đa số chúng là kẻ bị hại đời này đến làm con để báo oán là phụ mẫu cần tin sâu nhân quả Không nên nhắm mắt Đánh đập con cái Mà phải sám hối những điều đã làm Đã tạo trong đời trước Thậm chí từ vô thủy kiếp đến nay của mình Phải vì con ăn chay Tụng kinh hồi hướng Cầu Phật lực nhiếp thọ Hóa giải Biến ác duyên giữa cha mẹ và con cái Thành thiện duyên Tiếp theo Còn phải giáo dục con cái Hiếu dưỡng cha mẹ Hành tròn đạo lý làm người, thời gian lâu dần, con cái tự nhiên sẽ thay đổi mạnh, chuyển biến tốt. Muốn con cái chuyển thành người tốt, trước tiên cha mẹ phải sửa đổi bản thân, chính họ phải đoạn ác tu thiện, thân cận Phật pháp, tụng kinh hồi hướng phước lành đến cho con. Làm như thế mới chiêu cảm được Phật lực gia trì, khiến công đức tăng gấp bội. Thế thì dù bị dịch tử đến ở kề bên nhưng nếu có phúc duyên khéo thân cận phật pháp thì dịch tử kia chính là chìa khóa vàng giúp mẹ cha mở ra cánh cửa hạnh phúc nhờ vào sự học phật tu trì khiến đôi bên cùng được lợi toàn gia đồng hưởng pháp lạc biến phiền não thành bồ đề riêng những người làm con nếu gặp cha mẹ đối xử với mình chẳng nhân từ thì phải hiểu là đồng nguyên nhân tương tự. Quy Phật tử và quy thính giả thân mến, người xưa có dạy vì sao kiếp này làm trâu ngựa bởi vì kiếp trước nợ tiền không trả hết nợ. Không chỉ tiền bạc mà mọi thứ chúng ta dây mượn đều phải trả lại nhưng không ít người mượn tiền hay nhặt được tiền lại dội tưởng đó là của mình theo luật nhân quả trong đạo phật thì hành vi đó chính là cách gieo nghiệp nghèo hèn cho mình nhanh thì cho đời này muộn thì cho những đời sau không hơn không kém một xu cách đây mấy mươi năm ở thủ đức có một nữ phật tử tu tại gia vì vợ chồng cô là tín đồ thuần thành trọng phật kính tăng nên các sư thường đến ghé thăm có khi được mời nghỉ đêm tại nhà thời đó ảnh hưởng chánh pháp chưa được lan rộng tuy cô đã thọ quy giới nhưng chưa hiểu rõ về đạo nên trong nhà cũng có nuôi heo để thêm rộng rãi cho cuộc sống khi nọ có một vị hòa thượng đến nghỉ đêm tại nhà cô nửa đêm chợt thức giấc nghe tiếng động với bộ dáng mình nằm và có giọng nói nho nhỏ rằng tụi bay không biết chớ tao tên là nguyễn thị hòa bởi có thiếu bà chủ nhà này một số tiền nên phải đầu thai ra thân xúc vật để trả nợ. Hòa thượng nghe xong lấy làm lạ, sẽ lén nhẹ nhàng cúi xuống rình xem thì thấy một con heo nái nói chuyện với 12 heo con đang bú. Sáng ra Hòa thượng hỏi người tính nữ, lúc trước có cô Nguyễn Thị Hòa thiếu cô một số tiền như thế, có phải không? Dạ thưa đúng vậy. Nhưng cô ấy nghèo và bây giờ đã qua đời Nên con kể như bỏ luôn Ủa mà chuyện này chỉ riêng mình con với cô ấy biết Ở nhà con cũng không hay Tại sao thầy lại hiểu rõ như vậy? Hòa thượng đem chuyện đêm hôm thuật lại Cô chủ nhà cả kinh dội đem bán heo mẹ lẫn 12 heo con thì thêm một việc lạ, số tiền thu được đúng với tiền cô Nguyễn Thị Hòa đã thiếu mình khi trước, không hơn một xu, không kém một xu. Trải qua sự này, cô tính nữ càng tin việc luân hồi nhân quả hiển nhiên là có thật. Từ đó, cô tu hành thêm tinh tấn và cải gia di tự, thành ra ngôi chùa Phước Trường hiện giờ. Tại chùa này, hiện nay linh dị cô vẫn còn tiền đức đã bảo súc sanh bản thị nhân lai tố nhân súc luân hồi cổ đáo kim tức là súc sanh trước kia là người xưa nay người súc luân hồi đổi thay việc trên đây là một chứng minh cho lời này vậy quịch tiền người khác đã mất công danh lại thiệt thân ở giang nam vào thời nhà minh có đôi bạn khang hữu nhân và đinh quốc đống rất chăm chỉ đọc sách hy vọng một ngày sẽ thành tài khang hữu nhân là người điềm đạm không nhanh nhẹn văn tài không phải thuộc hàng xuất sắc còn đinh quốc đống ngược lại có tài ăn nói văn thơ giỏi giang có phần tự phụ hai người cố gắng thi tú tài nhưng không đã thử nhiều lần nhưng không đổ khi đó khang hữu nhân tự nhận mình chưa đủ khả năng còn Đinh Quốc Đống hay tức giận chửi mắng rằng chủ khảo không có con mắt tin tường, đánh rớt mình quả là quan ổn. Thời điểm hai người đã trên dưới 20, họ cùng nhau ứng thí và quyết tâm lần này phải đổ. Trên đường đi gặp gió ngược nên thuyền không thể tiến lên được, họ đành dừng ở bên sông chờ đợi. Hai người ghé chân vào một ngôi chùa gần đó thì thấy bọc giải màu xanh Họ cũng tò mò mở ra, thấy có 10 gói bạc, tổng khoảng 100 lạng. Đinh Quốc Đống mừng rỡ, bảo rằng chúng ta sắp phát tài rồi, chia mỗi người một phần thôi. Tuy nhiên Khang Hữu Nhân còn phân dân và anh lo rằng người để quên có thể gì gấp mà không nhớ. Họ sẽ trở lại tìm, anh bày tỏ muốn đợi ở đây trả lại. Thế nhưng Đinh Quốc Đống nói, mình nhặt được thì đã là của mình Họ có trở lại tìm cũng chẳng nghĩa lý gì Khang hữu nhân nói Không thể làm thế được Nếu họ dư giả thì không sao Nhưng nếu là người khó khăn Có thể vì gặp nạn Thì số tiền này rất quan trọng Có thể cứu được cả tính mạng người ta Người xưa nói Thấy của không tùy tiện lấy Vì thế chúng ta phải giữ những phép tắc Đợi người ta rồi trả lại Đình quốc đống phản đối Đợi tới bao giờ đây nhỡ người ta không đến thì sao nếu họ không đến lại mất thời gian và lỡ công danh đại sự của chúng ta sao khang hữu nhân đáp lời thời gian còn xa chúng ta lưu lại vài ngày cũng không sao mà thế nhưng quốc đống phản đối khang hữu nhân đành nói tôi có thể ở đây chờ còn huynh không thoải mái thì cứ đến nam kinh trước đinh quốc đống khôn khéo bày tỏ anh có ý tốt ở lại nhưng chỗ này hoang vắng anh cầm số tiền lớn như thế rất nguy hiểm chỉ sợ hại tới tính mạng tôi có thể cầm chỗ bạc đi nếu người ta đến tìm hai người cùng đến nam kinh tìm tôi là được khang hữu nhân thật thà tin vào những lời nói của bạn đồng ý và đem số bạc đó giao cho đinh quốc đống còn mình thì ở lại chùa chiều ngày hôm sau có người hớt hải chạy đến tìm đồ và mô tả đúng gói bạc mà hữu nhân đã tìm thấy lúc trước người này cho biết phụ thân gặp nạn nên anh đã cầm cố ngôi nhà cũ để có trăm lạng bạc nhưng đi qua đây lại để quên mất khang hữu nhân nói anh đã nhặt được nhưng vì sợ nơi này hoang dã nên đã nhờ một người bạn đem đến nam kinh người kia nói tôi cũng phải đi nam kinh thế chúng ta cùng đi họ cùng đến nam kinh và tìm gặp được đinh quốc đống nhưng anh ta lại thay đổi thái độ. Anh nói, anh đã nhặt được thì trả lại cho anh ấy, việc chi dẫn đến đây. Khang Hữu Nhân nói rằng số tiền đó cần rất gấp để cứu người. Nhưng, huynh đừng đùa, bạc của anh ấy là để cứu tính mạng đó, gấp lắm đó, mau mau đem trả lại anh ấy đi. Đinh Quốc Đống nói, tôi đâu biết chỗ bạc đấy, sao lại đến đòi tôi, anh nhờ tôi đem đi, chẳng qua chỉ là một cái rương trả lại anh thôi." Người đi cùng Khang Hữu Nhân khóc vì không đòi lại được tiền. Khang Hữu Nhân nói: "Đừng sợ, nếu anh ta không muốn trả thật thì tôi cũng phải đền trả anh." Anh đưa cho người này mấy lạng bạc lỗ phí của mình và cả hai đến quán trọ đối diện ở tạm. Khang Hữu Nhân sau đó đem hành lý của mình đi cầm đồ, gom được hơn 50 lạng bạc một người tên Uông Hiếu Nghĩa đến trú ở cùng quán trọ, nghe được đã giúp thêm 20 lạng bạc để xong việc và mong người kia tự mình đi lo liệu để khang tướng công chuẩn bị cho thi cử. Đến ngày, hữu nhân làm bài nhưng không quá tự tin vào khả năng. Còn Đinh Quốc Đống vì hào hứng rằng mình có tiền nên viết văn càng hứng chí, tự cho là ắt sẽ đổ cử nhân. Khi trở về nhà, Khang Hữu Nhân trở về, mãi lo nghĩ làm thế nào có được 30 lạng để trả. Và vô cùng bất ngờ khi mình được báo tin đổ. Đinh quốc đống không đổ nhưng không phục, nguyền rủa quan chủ khảo mù mắt. Nhận được tin đổ, Khang Hữu Nhân tới ý kiến quan chủ khảo. Người này tò mò hỏi anh. Không rõ anh đã tích được những âm đức gì. Khang Hữu Nhân nói, tại hạ nghèo khó, làm gì có âm đức chủ khảo nói vị trí của anh vốn là của đinh quốc đống rồi lúc đó tôi lại mơ thấy một người áo đỏ nói với tôi rằng vị trí thứ ba mươi sáu họ đinh đã làm việc trái lương tâm trên bản trời đã xóa tên anh ta đổi người họ khang thật kỳ lạ tôi không hài lòng bài thi của anh lắm nên đã loại bài của người họ đinh đã định là đổ rồi sau khi có giấc mộng này tôi lấy lại bài thi của thí sinh họ đinh xem lại thì thấy không tốt nên bỏ đi tiện tai tôi nhặt một bài thi thì đúng là bài thi của anh càng xem càng thấy rất tốt nên bổ sung vị trí khuyết của họ đinh đến khi điền bản tháo niêm phong ra xem mới biết tên anh đến khi mở bài vừa bỏ đi quả nhiên là đinh quốc đống thế nhưng khang hữu nhân không nhận là mình có âm đức Cùng lúc có người đến ý kiến tọa sư nghe chuyện bèn nói Chuyện của Khang Huynh môn sinh cũng biết Rồi người này kể chuyện Đinh Quốc đóng quịch tiền Và lòng tốt của hữu nhân quan chủ khảo cảm thán Đáng kính đáng kính Đạo trời quả nhiên không sai Từ đó quan chủ khảo càng coi trọng Khang Hữu Nhân sau này quan chủ khảo lưu giữ ở dinh thự đọc sách và thi đỗ tiến sĩ trong khi đó Đinh Quốc Đống chán nản, sau đó không lâu thì sinh bệnh và qua đời. Có thể thấy lưới trời lồng lộng, đừng tưởng mình làm việc xấu mà không ai hay. Chỉ có trung thực, thẳng thắn tưởng là thiệt thân, nhưng đó là một lối tu thân. Có vậy, tương lai mới tốt đẹp. Quý Phật tử và quý thính giả thân mến! người ta nói sinh tử hữu mệnh, dẫn số do trời. Đại sự trong đời không gì lớn hơn chuyện sinh tử. Liệu có phải số mệnh sống chết đã định sẵn ngay từ lúc sinh ra? Nếu quả là như vậy thì phải chăng mọi việc lớn nhỏ như quạng lộ, công danh, phúc âm, hạnh giận đều do thần an bày? Nhân sinh như mộng, trong tháng năm đằng đẳng của đời người có biết bao điều xảy ra nếu nói mọi việc lớn nhỏ đều do thần an bài thì trong cổ thư đã có rất nhiều minh chứng sau đây là ba ví dụ trong số đó sinh tử có mệnh trương điền là người đan dương nay thuộc phía nam tỉnh giang tô sống vào đời nhà thanh ông đặc biệt tinh thông tướng số có thể dự đoán trước ngày chết của người ta một ngày khi trương điền đang trò chuyện với khách thì cậu con trai nhà hàng xóm mang tiền đến trả nợ trương điền dứt khoát không nhận ngược lại còn dặn cậu ta hãy mau về nhà vị khách lòng đầy nghi hoặc chờ đến khi cậu con trai hàng xóm đã đi khuất bèn hỏi trương điền rút cuộc là chuyện gì trương điền lắc đầu đáp đang thường đang thường đứa nhỏ này sắp gặp nạn mà chết tôi e cậu ta sẽ không qua khỏi miếu thái quý trên đường về nhà Quả đúng như lời tiên đoán, cậu bé nhà hàng xóm vừa đến miếu Thái Quý thì không may ngã xuống đất mà qua đời. Không chỉ giỏi xem số mệnh cho người khác, Trương Điền còn biết trước thời điểm tử vong cho chính con trai mình. Chuyện là ông có một người con trai làm nghề kinh doanh buôn bán. Cậu ta thường đi thuyền qua sông mua hàng. Những lần như vậy, Trương Điền đều chuẩn bị bầu rượu và chút đồ ăn cho con trước khi lên đường. Hôm ấy cậu con trai lại chuẩn bị khởi hành như mọi lần và Trương Điền lại sắp sẵn rượu ngon và những loại cao lương mỹ dị tiễn đưa con. Vợ ông thấy trên bàn bày la liệt thức ăn nhiều hơn hẳn bình thường thì trong lòng không khỏi cảm thấy thắc mắc. Trương Điền biết vợ có điều nghi hoặc liền kéo vợ ra một góc rồi thầm thì nói. Lần này con trai của chúng ta ra đi là mãi mãi không về, còn chúng ta thật xấu số rồi sẽ ngã xuống sông mà sớm lìa trần. Than ôi, ân tình hai cha con là cả một đời, bà nói xem chẳng phải tôi cũng nên làm chút gì đó thay cho lời dĩnh biệt sao?" Vợ Trương Điền hốt quảng nói, "Lão gia, chuyện lớn như vậy mà sao ông không ngăn con lại?" Trương Điền trầm ngâm đáp, âu cũng là số trời số mệnh đã định rồi có thể thoát được sao vợ trương điền lo lắng đến mức tim đập thình thịch chân tay lún cuốn trong lòng rối như tơ giò thân làm cha mẹ sao có thể thấy con đi vào chỗ chết mà ngoảnh mặt thờ ơ được bà lập tức kéo con trai lại nhất quyết không cho cậu bước ra khỏi cửa vài ngày sau con trai trương điền sẩy chân ngã vào trong bể nước lớn trong mệnh đã chú định là cậu ta sẽ phải chết đuối nước sông nay thay bằng nước bể tai họa khó tránh thọ mệnh đã có định số sao có thể thay trời quyết định được đây quả phúc do trời rất nhiều người khao khát có được quan cao lộc hậu hoạn lộ hanh thông cả đời hưởng phúc phận dài lâu hết thảy những điều này phải chăng cũng là do thiên định ngụy trưng là quan bộc xạ của hoàng đế đường thái tông có vị trí tương đương với quan tể tướng trong triều hồi ấy ngụy trưng có hai viên tiểu lại quản lý những việc lặt vặt trong dinh phủ một lần ngụy trưng tình cờ nghe thấy hai tiểu lại kia đang bàn luận sôi nổi ở bên ngoài cửa sổ nơi ông nằm nghỉ trong đó có một người nói chức vụ của chúng ta đều là do lão gia quyết định người kia liền phản bác không phải mà đều là thiên định ngụy trưng nghe xong trong tâm hiếu kỳ liền muốn tự mình nghiệm chứng ông viết một phong thư rồi đưa cho diên tiểu lại từng nói là do lão gia quyết định dặn rằng hãy gửi phong thư này đến thị lan bên trong lá thư đã phong kính ấy viết hàng chữ xin đại nhân hãy ban cho người này một chức diên tiểu lại ấy không biết nội dung của lá thư chỉ nhận lấy rồi dâng lệnh lui ra anh ta vừa ra khỏi cửa, liền cảm thấy ngực thắt lại, đau đến mức không thể đi được. Anh ta bèn trao phong thư cho Diên Tiểu Lại còn lại, và nhờ cậu ta đi gửi thay mình. Kết quả là, Diên Tiểu Lại từng nói rằng do thiên định được phong chức, còn Dĩ nói là do lão gia quyết định thì đành ngậm ngùi ở lại vị trí thấp hèn như trước. Ngụy Trưng không khỏi ngạc nhiên, bèn hỏi cả hai mới biết rằng Hôm ấy đã xảy ra điều trùng hợp, mọi việc dường như đã có trời sắp đặt. Ông thở dài hồi lâu rồi nói, Quả thực bỗng lọc quan chức là do thiên định, con người dẫu muốn cũng chẳng thể thoát khỏi số trời. Vì đố kỵ mà chịu đòn vào đời nhà Thanh ở thành Dương Châu có một người khiếm thị trẻ tuổi cậu ta một mình tá trúc trong miếu thành hoàng dựa vào nghề bói toán sống qua ngày nếu đông khách thì còn hy vọng mua chút thức ăn lót dạ còn vào những ngày mưa gió không có khách đến xem bói thì cậu sẽ phải chịu đói nằm co quắp cả đêm một ngày có vị phú ông dẫn theo thê thiếp và gia nhân vào trong miếu thắp hương người khiếm thị nhìn ra ngoài cửa thấy chiếc xe ngựa của anh ta rất xa qua lộng lẫy lại có nườm nượp nô bọc theo sau hầu hạ người khiếm thị ôm cái bụng đang đói quằn quại thầm khấn thần thành hoàng trời xanh có mắt chăng anh ta chỉ là kẻ hạ tiện mà lại được sống nhung lụa giàu sang còn con vốn xuất thân từ chốn thế gia đại tộc chẳng may gặp biến cố mà phải chịu đói chịu lạnh thế này than ôi ông trời thật không có mắt thần cũng chẳng linh thiêng Ngày đêm hôm ấy, người khiếm thị mộng thấy thần thành hoàng đến trách. Sao nhà ngươi lại quán trời trách đất? Hắn ta có mệnh hưởng phúc, còn nhà ngươi trong mệnh phải chịu khổ. Dẫn mệnh con người vốn đã có định số cả rồi. Nhà ngươi chỉ vì chút tâm tư đố kỵ với người ta mà dám xúc phạm đến thần. Ta sẽ bắt ngươi đến huyện nghi trừng, đánh nhà ngươi hai mươi roi để trừng phạt. Nghe đến đây, cậu ta choàng tỉnh giấc, sợ hãi đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh suốt năm ấy trong lòng cậu luôn nơm nớp lo sợ nhưng đến cuối năm cậu vẫn được bình yên vô sự tuyệt không xảy ra biến cố gì đến lúc này cậu mới buông bỏ được gánh nặng trong tâm tinh thần thư thái cậu tự nhủ rằng tất cả chỉ là mộng mà thôi đến mùa đông năm sau chị gái của người khiếm thị vốn lấy chồng ở huyện nghi trưng nay bỗng mắc bệnh rồi qua đời Cậu ta nhận được tin thì khóc lóc thương xót, gạt nước mắt đến tiễn đưa Linh cửu. Đêm hôm ấy khi đang nằm nghỉ trong nhà chị gái, đến canh ba, cậu ta đột nhiên đau bụng dữ dội, tưởng chừng như không thể chịu đựng được nữa. Nhưng nhà vệ sinh ở đâu? Cậu ta nhìn không thấy, sợ cũng không được, lại không quen đường đi lối lại, không thuộc mọi ngóc ngách trong nhà bắt đắc dĩ cậu đành mở cửa theo lối cũ lần tìm ra ngoài đường để vệ sinh đúng lúc ấy vừa hay có vị quan tuần tra đi ngang qua quan tuần tra thấy khả nghi bèn hỏi cậu ta đang làm gì ở đó người khiếm thị không nhìn thấy vị khách trước mặt là ai chần chừ một hồi lâu không dám trả lời quan tuần tra cho là cậu làm điều lén lút bèn sai người bắt lấy rồi đánh hai mươi gậy khiến cậu ta đau thấu tâm can thật không ngờ điều thần an bài từ hơn một năm trước đến nay lại thành hiện thực quả thực sinh tử hay phúc họa đều đã có định số thiên thượng an bài hết thảy làm người thì nên hướng thiện giữ tâm cho chính hành thiện tích đức như thế mới mong có được hảo giận đời sau dân gian có câu, bạn chỉ cần lương thiện, trời xanh sẽ tự có an bài. Con người dẫu không thể lựa chọn vận mệnh cho mình, nhưng hoàn toàn có thể lựa chọn làm một người thiện lương. Quán ngon cao cấp. Tại đại lộ Tung Sơn của thành phố Đài Bắc phồn hoa, có một tiệm vịt quay nổi danh khắp xa gần, tên là quán ngon cao cấp làm ăn rất phát đạt khách ra vào tấp nập cửa tiệm rộng lớn thiết kế sang trọng nhân viên nam nữ phục vụ trong quán đều trẻ trung mặc toàn tây âu trắng bếp trưởng đội nón trắng tinh tay luôn đeo găng chứng tỏ bình cực kỳ vệ sinh sạch sẽ nhân viên trong quán từ khuya đến tối bận rộn như con quay để tiếp đãi bưng bê phục vụ thực khách còn vì chủ quán họ Thái, tuổi ngoài 50, béo tròn phục vịt, mặt Tây Âu, mặt mày hớn hở, ngồi nơi quầy thu ngân, sau mấy đếm tiền. Tay đeo đồng hồ vàng chói, cười toe tét, vui tới không thể khép miệng lại. Trước cửa tiệm là quầy hàng bán lẻ, phía sau tiệm là xưởng giết mổ, lò quay nướng vịt. Bảo đảm thịt vịt luôn tươi mới thơm ngon, hấp dẫn thực khách ăn rồi còn muốn ghé nữa. Vì vậy, mà tiệm buôn càng ngày càng phát. Mấy năm gần đây, tiệm lập chi nhánh các nơi, chủ quán ngày càng mở rộng nghề sát sinh và bạn bè giao tế thù tạc càng nhiều. Trong đây không thể thiếu các thực khách của tủ gia, vũ trường, tiệm vàng, sòng bạc, vân vân. Phải nói lúc này cũng là thời kỳ ông hưởng thụ tiêu xài vô cùng mãn ý, biết thế nào là cực khoái của kiếp nhân sinh mỗi năm khi mùa xuân đến nhà nhà hộ hộ thấy đều cần sắm hàng tết thân hữu đa số đều muốn biếu xén quà thì quán cao cấp việc làm ăn càng phất lên như thủy triều dân khách quen muốn mua được vịt quay mới ra lò phải sắp hàng chờ đợi từ ba đến năm tiếng nhân viên phục vụ tất bật tới nửa khuya quán phải mướn thêm người phụ lâm thời mà vẫn bận tiết mù không thể nghỉ ngơi vì vậy, mà phải tổng động viên toàn gia, cả nhà đều lao vào cuộc, bận rộn, buôn buôn, bán bán. Hôm nọ, cũng giống như mọi ngày, tiệm đang buôn bán rơm rã, huyên náo ồn ào, thì trong khoảnh khắc, bỗng nghe có tiếng vịt rống rất to, lớn vang dội, trấn áp hết mọi tạp âm trong tiệm. Vì vậy, mà thu hút trọn sự chú mục của bao người. Thế nhưng ai chứng kiến cũng đều đứng sững đứng như bị trời trồng giây phút này mọi người chỉ biết kinh ngạc dương mắt ngó lão chủ quán đang nằm dài trên đất hình trạng giống y như con vịt miệng của lão không ngừng kêu lên tiếng cạp cạp không những giống như vịt mà còn to hơn vạn bội mọi người đều xúm lại vây quanh nhìn và không ngước bàn tán xôn xao bỗng có một bà béo mập hét thật lớn nói Ôi trời đất ơi Lão này giết dịch nhiều quá nên bị quả báo đó Sợ quá Tôi không dám ăn thịt dịch nữa đâu Mọi người bây giờ mới tỉnh hồn trở lại Không hẹn Mà đồng một mục đích Sớm nhau chạy ra khỏi tiệm Giống như là bầy ông vỡ tổ Bà giám đốc phu nhân Vội mời bác sĩ đến chữa trị Nhưng dù bác sĩ tài ba đến mấy Cũng không thể nào khiến ông ngừng Kêu tiếng cạp cạp quái gở kia Ông cứ kêu như thế suốt ba ngày ba đêm, cho đến lúc kiệt sức không còn kêu được nữa, thì hai mắt ông mở to, thất thiểu, ọc máu, và ông tắt hơi trong thống khổ tận cùng. Kể từ hôm đó, tấm bản hiệu quán ngon cao cấp bị tháo dỡ, các chi nhánh khắp nơi cũng đóng cửa, dòng tộc họ Thái cũng giấu luôn tông tích. Không biết họ dời đi cư trú ở đâu. Tuần thức đầu tiên, mùa đông năm 2009. Cư sĩ Dung gọi điện cho tôi, hỏi thăm chuyện in ấn kinh và sách thiện. Khi cô nghe nói nhà chúng tôi còn những sách hay khác nữa, bèn đến để xem. Nữ sĩ này họ Chu, khoảng 40 tuổi. Theo lời cô nói, cô mới theo đạo Phật không lâu. Chuyện hỗ trợ in sách thiện là tâm quyền của cô vì muốn tạo công đức cho người mẹ vừa mới qua đời của mình mong làm giảm bớt tội dịp cho mẹ câu chuyện về mẫu thân cô kể ra rất hy hữu kỳ lạ được nghe rồi tôi cảm thấy câu chuyện này nếu ghi lại có thể giáo hóa cảnh giới tốt cho những người con bất hiếu thời nay mẹ chu sĩ là bà vân bị bệnh nặng qua đời vào mùa thu năm 2009. Nói đến nguyên nhân bệnh của bà, thực khiến cho người ta phải đau lòng. Là tại cô Nga, em dâu của Chu nữ sĩ, cũng là con dâu bà Vân. Lần đó, trong lúc gây khải cô Nga đã khiến bà già tức mà chết. Em dâu Chu nữ sĩ là người cực kỳ bất hiếu với ba mẹ chồng, thường cùng với mẹ chồng gây khải như cơm bữa ngay cả người cha chồng từ lâu bị bán thân bất toại cô nga cũng chẳng thèm quan tâm chăm sóc sau khi mẹ chồng qua đời rồi cô nga càng không có chút gì ăn năn sám hối là chị chu nữ sĩ rất buồn trách người em dâu bất hiếu này vào nửa đêm ngày thứ bảy tính từ lúc bà vân qua đời chu nữ sĩ đang ngồi một mình buồn nhớ mẫu thân nên cứ nhìn chăm chăm vào chi ảnh của mẹ hồi tưởng đến lòng thương yêu mẹ dành cho mình ngay lúc đó cô bỗng nghe tiếng mẹ gọi nhỏ tên mình chu nữ sĩ liền tỉnh hẳn và thật bất ngờ khi thấy mẹ hiện ra ngay trước mắt nhưng hình dạng của mẹ có làm cho cô sợ hãi mẹ chu nữ sĩ mặc áo đi đường phía trên thân bị đeo gông xiềng lộ vẻ hết sức thống khổ chu nữ sĩ làm gan hỏi mẹ phải mẹ đâu mẫu thân cô cho biết hôm nay là đêm vong linh được phép về nên mẹ cô đến thăm cô mẹ cô đã chết rồi khi lên dòng hương đài nhìn về quê nhà ở nhân gian thấy cô rất buồn hàng ngày rơi lệ mẹ cô rất đau lòng hôm nay được ngục quan phê chuẩn cho phép tướng quân ngu đầu mã diện dẫn mẹ cô về đây thăm cô Chú nữ sĩ vội vàng hỏi mẹ ơi mẹ nói dòng hương đài và tướng quân ngu mã gì con nghe con nghe mà không hiểu gì hết lúc đó mẹ của cô nói rằng dòng hương đài là nơi địa phủ đặc biệt thiết lập cho người chết lên đó nhìn về cảnh quê nhà thân thuộc ở thế gian tướng quân ngu mã là ngục túc ở âm cung cũng giống như cảnh sát ở dương giang vậy bọn họ hiện đang ở ngoài cửa chờ chút nữa sẽ dẫn mẹ cô về địa ngục thọ tội mẹ ơi vì sao mẹ phải xuống địa ngục thọ tội hả dung ơi chết rồi mẹ mới biết tội mình quá lớn con biết vì sao mà mẹ phải chết phải không là tại cái đồ dâu con bất hiếu chọc mẹ tức chết đó mà nhưng thực ra đây cũng chính là báo ứng của mẹ vì hồi trẻ mẹ cũng bất hiếu ác độc với bà nội của con Ông nội con đã sớm qua đời Bà nội của con phải sống cùng với cha và mẹ Nhưng hãy bà nội con có làm chút gì trái ý Khi mẹ không vừa lòng Là mẹ liền trách mắng Đến nỗi sau này Bà nội con mỗi khi thấy mẹ Đều run sợ như chuột gặp mèo Ngay cả thở mạnh bà cũng không dám Mẹ thấy vậy rất đắc ý cảm giác trong nhà này mình là chủ. Rất oai phong. Nói gì ai cũng phải nghe. Có một việc con không hề biết. Nguyên nhân bà nội bệnh chính là do mẹ gây ra đó. Ngờ đâu lần bệnh ấy bà nhập viện và quá đời luôn. Bà bị mẹ làm cho tức mà chết đó. Phật mẹ, lúc sắp lìa đời, khi mẹ nhìn thấy ngu đầu mã diễn đến đóng gông mẹ, mẹ đã kêu to rên rỉ nhưng các con cứ nói mẹ bị ảo giác kết quả là mẹ bị họ bắt hồn đem đi xuống địa ngục mới hay mình tội lỗi nặng nề có ngờ đâu chẳng hiếu kính như cha mẹ ruột lẫn cha mẹ của bạn đời lại bị hành tội khổ sở như vậy mẹ ơi mẹ nói bà nội bị mẹ làm sầu não mà nhập viện sau đó qua đời hả lúc này thinh linh Dòng chú nữ sĩ xuất hiện Ông từ trong phòng bước ra Hỏi Em đang nói chuyện với ai vậy? Là mẹ đó anh Mẹ đang về nè Ở đâu? Sao anh không thấy? Chắc tại em gần nay buồn Nhớ mẹ dữ quá Cho nên sinh ra ảo giác đó Không phải mà Hôm nay là đêm vong về Là ngày mẹ được đến thăm em Em đang trò chuyện cùng mẹ anh không thấy mẹ đứng trong đây sao? Không. Anh không có thấy gì hết trơn á. Mẹ ơi, tại sao chồng con lại không nhìn thấy mẹ? Dung à, đúng là nó không nhìn thấy ta. Số con cũng khổ. Phụ thân con thật sự đã làm khổ con. Vì gả con cho người chồng như vậy. Chồng con là kẻ bất thiện. Lúc này, Ông chồng của chú nữ sĩ đã kéo chú nữ sĩ vào trong phòng. Cô không chịu đi. Đột nhiên, chồng cô hét to lên một tiếng. "Ôi mẹ ơi!" Lộ ra kinh hãi, như vừa gặp phải quỷ và chạy thẳng về phòng mình. Cô ngơ ngác hỏi: "Mẹ ơi, mẹ sao rồi?" Chợt, cô nghe tiếng bà vang lên ngoài cửa, cảm tạ các tướng quân Ngưu Mã. Xin hãy cho phép tôi nói với con gái tôi cho xong chuyện Chồng con bị hai tướng quân ngưu mã dọa chạy rồi Hiện giờ nó đang hải hùng Nằm trùm mền rung lập cập kìa Bảo đảm không còn dám chạy ra quấy nhiễu cuộc đàm thoại của mẹ con ta nữa đâu Mẹ ơi Chẳng phải mẹ bị họ dùng xì xích trói hay sao Vậy thì vì sao Họ lại giúp mẹ và con chứ Chà Đây là trách nhiệm của họ Hôm nay mẹ đem câu chuyện bất hiếu của mình kể ra Để sau này Con thông báo cho mỗi người biết Khiến thế nhân hiểu rõ tội lớn bất hiếu là như thế nào Mẹ hy vọng Thông qua chuyện này Những người con bất hiếu trên thế gian Sẽ biết hối cải sửa đổi Nếu không Tương lai họ sẽ bị trừng phạt Và thọ hình tàn khốc như mẹ ở địa ngục này Tương lai Mẹ còn phải vào chảo dầu thọ tội nữa mẹ mẹ nói sao cháu dâu hả con có nghe nhắc đến nhưng đó chẳng phải là truyền thuyết hay sao con à chẳng phải truyền thuyết đâu những người ác không tin nhân quả cho nên họ một bề đã kích địa ngục bác bỏ thuyết nhân quả báo ứng nhưng không phải làm vậy là họ có thể thoát khỏi hình phạt đây chẳng qua là họ tự lừa dối mình để trấn an mình thôi từ hôm nay trở đi con và em trai nên chuẩn bị lo hậu sự cho thân phụ đi vì ba các con không còn sống lâu nữa đâu mẹ vì sao ba không còn ở thế gian này lâu nữa hả à, tội của ông không nhẹ đâu hồi đó ta chửi mắng mẹ chồng ông chẳng những không quở trách hay cản ngăn ta ngược lại còn để mặt ta cư xử hồ đồ tùy tiện mà lẽ ra ông phải là người làm tốt khuyên giải hai bên mới đúng ông cũng là đại bất hiếu vì nếu ban sơ ta chửi mắng mẹ chồng Thì ông nên trị cho ta một trận Thậm chí có thể vì ta bất hiếu mà đề xuất ly hôn Như vậy thì sau đó ta ắt sẽ biết sợ mà không dám hiếp đáp hung dữ Quỷ thần cũng sẽ kính phục ông Tất cả đều là tại ông dung túng hết Ngục quan ở âm cung rất xem thường những kẻ để vợ hành sai quản bậy Đối với những đứa còn bất hiếu Hình phạt trị tội là rất nặng bà còn mấy năm trước bị trúng gió bán thân bất toại cũng là bị trừng phạt đó hiện giờ ông sống cũng không được con trai con dâu hiếu kính chết rồi còn phải thỏ khổ hình nữa đáng sợ quá nhưng như vậy không đúng rồi chị hồi mẹ ở dương giang ngoài tội bất hiếu với mẹ chồng ra cũng có làm nhiều việc tốt lắm mà giống như hồi năm ngoái đó Vấn cho bị động đất Chẳng phải mày đã đóng góp 500 đồng hay sao Vì vậy Đâu thì tính mày là người ác được Vì sao mày vẫn phải chịu hình phạt Con à Như con biết rồi đó Có nhiều người làm phúc thiện Thì thấy dường như là có công đức Nhưng phúc kia không chống đỡ nổi Cho tội đại bất hiếu Con nghĩ mà xem Kẻ bất hiếu đối với phụ mẫu Có thể là người chân thiện được sao Còn nữa Năm ngoái mẹ góp tiền không phải là thật lòng Vì đối với các nạn nhân bị động đất Mẹ không hề có lòng đại tự ái Mẹ góp tiền là gì Mẹ không muốn chị em bạn nói mẹ keo kiệt Nào có dè đâu Lòng mẹ nghĩ chi Thì ở địa ngục được hiểu thấu ráo trội Và có ghi rõ hết Ngục Quang nói Mẹ cả đời tạo công đức rất ít Phần nhiều là thiện nhỏ Thiện giả dối Cho nên khó chống đỡ khó phá tan tội bất hiếu được Mẹ ơi Con phải làm sao cho mẹ giảm tội nhẹ đây Con đi chùa làm lễ siêu độ cho mẹ nha Con nghe nói Siêu độ thì có thể giúp thân quyến đã tử vong Được lên thiên đường Nếu làm lễ siêu độ có thể giúp thân quyến đã chết sinh lên trời Thì người ác đâu còn bị trói buộc gì Chết rồi Thì con cháu có thể xuất tiền ra làm siêu độ cầu họ lên thiên đường là xong thôi nếu như vậy trên trời sẽ có mấy kẻ ác này hay sao con à không có dễ dàng như vậy đâu con cháu vì người quá cố làm lễ siêu độ là thể hiện hiếu tâm mượn sức mạnh của pháp hội siêu độ để làm giảm bớt tội nghiệp cho thân nhân quá cố mà thôi con vì mẹ làm siêu độ đương nhiên là việc cực kỳ tốt mẹ không ngăn cản nhưng tốt nhất con phải thường đi chùa lấy danh nghĩa của mẹ mà ấn tống sách thiện kinh quý. Còn nữa, con nên phóng sinh cho nhiều như vậy thống khổ của mẹ tại địa ngục sẽ giảm thiểu rất nhiều. Còn nữa, phán hoàng nói con cùng Phật giáo có duyên trải qua những việc trong hôm nay rồi á, từ đây về sau con nên lui tới chùa thường xuyên. Tương lai. Nếu con tu chí thành Thì bản thân mẹ cũng nhờ vậy mà được giảm khổ Công đức con tu viên mãn Thì mẹ cũng được sáng lây Đến lúc đó mẹ mới thực sự được thăng thiên hưởng phúc Dung à Giờ đã đến lúc đi rồi Tướng quân ngưu mã đang hối thúc mẹ kìa Mẹ phải đi đây Mẹ ơi Sao con không nhìn thấy các tướng quân ngưu mã Ôi trời ngốc ơi Ngàn vạn lần con không nên thấy họ Vì họ là hung thần ở địa ngục chuyên trừng trị kẻ ác Những kẻ xấu làm ác rồi chết Thì sẽ có ngài thấy họ ngay Được rồi, mẹ ơi Con nhất định sẽ làm y theo lời mẹ dặn Mẹ an tâm mà đi nha Chú nữ sĩ lập tức ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện của hai mẹ con cô Hy vọng sau đó sẽ đem chuyện này công bố ra Để cảnh giác, răng nhắc những người con bất hiếu. Cô nói với tôi, chồng cô từ trải qua kinh nghiệm đêm đó rồi, vừa nghe tin cô tính làm lễ cầu siêu và hành thiện để hồi hướng phúc cho mẫu thân thì đã sốt sắng đưa tiền. Nếu xem đến đây, bạn đọc có được chút tỉnh giác, ít lợi nào, thì xin hồi hướng phước điện này đến mẫu thân chu nữ sĩ, cầu cho bà sớm ly khổ đắc lạc. Đắc Lạc Đắc Lạc